Chào các bạn ha. Ngày hôm nay mình xem lại cái diễn biến cái thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 9 tháng 2 năm 2022 nha các bạn. Ở đây top là 30 cái cổ phiếu hàng đầu ha. Ở VN30. Hôm nay thì từ trường chung mà tăng đến thời điểm này thì tăng 2,33 điểm ha các bạn. Tăng 0,16% đến thời điểm này. Xem cái nhóm cổ phiếu top 50 kìa. Biến top 50 kìa. Thấy tăng nhiều hơn nha các bạn. Xanh nhiều hơn, tham chiếu. Rồi, qua nhóm ngành kìa các bạn. Nhóm ngành xem. Ngành ngân hàng thì cũng tăng ha, có tăng cái dạng ngành chứng khoán chứng khoán hôm nay tăng ha các bạn, tăng cũng mạnh là thấy xanh nhiều nữa các bạn. Nhóm bất động sản với nhóm chính này ha, bất động sản thì cũng tăng. Nhóm dầu khí nè. Nhóm dầu khí thì tham chiếu nhiều hơn các bạn. Năng lượng điện, khí ga thì sao? Nhóm vật liệu xây dựng nha. Cũng tham chiếu nhiều hơn các bạn. Qua chỉ số index ha. 1.502 điểm mà 1.502 điểm. Thị trường chung là đang tăng tốt hay các bạn. Đó, vượt qua cái ngưỡng 1.500 điểm là thị trường sẽ đi mạnh hay tăng mạnh hơn các bạn. Thị trường chung hôm nay won cũng nhiều nữa các bạn. Trải qua nhóm ngành nghề mình xem cái. Hàng tiêu dùng thì giảm, vật liệu cơ bản thì tăng 1,9%, tài chính giảm ha, dịch vụ tiêu dùng tăng, tăng coi tài chính coi, nhóm tài chính, nhóm chứng khoán tăng ha các bạn, bất động sản với ngân hàng là đang giảm, bất động sản ngân hàng là một nhóm vốn quá lớn mà đang giảm ha các bạn. Tài chính tổng hợp thì tăng. Cái sơ qua cái thị trường đây. Thì thị trường này đến thời điểm này á, thì có 240 mã tăng. Tăng là chiếm 50% rồi các bạn. Giảm thì 183 81 nè. Không đổi là 58. Tăng ha, bữa nay tăng ngon ha. Khối ngoại xem khối ngoại kìa. Nước ngoài kìa. Nước ngoài hôm nay thì mua 1.500 tỷ ha, bán 1.100 ha, 1.100. Nước ngoài mua HPG ha, VND, GET, Masan, Vinamilk, Nam Long, Hoa Sen, Zimendet, VRE, nước ngoài mua. Bán quýt ha, ngoài bán quýt với SSI nhiều. Nowland, CTG nữa. Xem qua tự doanh nha. Tự doanh thì sao? Tự doanh số liệu cập nhật ngày hôm qua hay ngày 8 ha, ngày 82 ha. Tự doanh ngày 82 thì giá trị mua là 223 tỷ ha các bạn. Tự doanh hôm qua mua là Techcombank, FPT, ACB, Vinzy ha, Thế Giới Di Động ha. Rồi, xem nhóm cổ phiếu kìa.
Nagua phát tăng 4,22%, 28% của phát hôm nay tăng mạnh. FLC thì giảm. Hạ tầng thành phố cũng giảm. MBB quân đội. Rồi, xem qua sơ cái thị trường chung cái. Qua xem cái bảng giá kết phiên giao dịch buổi sáng cái. Cái nhóm VN30 cái. Nhóm bất động sản này các bạn, nhóm bất động sản mình theo dõi nè, CLL, CCL ha, nay tăng tăng không nhiều ha, sale hôm nay quay lại tăng rồi các bạn, sale sáng là nó giảm sàn luôn 45, giá 45 luôn, giờ lên giá 52 rồi các bạn, cao nhất 54 luôn, sale tăng mạnh hôm nay tăng ha, CII thì hôm nay giảm luôn. CKG thì hôm nay cũng cũng giảm luôn. CKG giảm luôn. DIG thì hôm nay tăng lại hơn các bạn. DG 65. Giá thấp nhất là 59 luôn nè. 59 luôn nè. Cao nhất 67 luôn nè. DG tăng. HDC cũng tăng luôn các bạn. HDC cũng tăng. KBC tăng. L14 tăng có lúc xuống 280 luôn 325 325 320 các phiên buổi sáng là 320.000 một cổ phiếu ha NHE Nam Long thì tăng ha giá 52.8 này nè Nam Long có mạng ngoại mua nhiều ha mua 41.000 luôn Navuland thì cũng giảm luôn. Vinhome tăng nha các bạn. Vinhome tăng tăng cũng không nhiều ha các bạn. Kết phiên giao dịch buổi sáng ngày 9 tháng 2 năm 2022 thì tổng giao dịch là 17.000 tỷ hen các bạn. Cả ba sàn Hà Nội, Upcom với OC thì tăng hết hen các bạn. VN30 cũng tăng luôn. Index thì tăng 2,49 điểm, 0,17% hen các bạn. Rồi, xem sơ qua cái thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 9 tháng 2 năm 2022 thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem. Xu hướng trong năm 2022 này mình cũng mua cái dòng cổ phiếu đất các bạn, cổ phiếu bất động sản các bạn. Mình thì xu hướng mình là mình giai đoạn này mình chỉ mua cổ phiếu bất động sản thôi. Rồi, mình cũng cảm ơn các bạn đã xem ha. Mình chúc các bạn đầu tư thành công. Tạm biệt các bạn ha.